Chào các bạn, mình là Linh Tá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học nét này nhé. Nét này là nét sổ gập cong, là một nét cũng không phải là quá là thông dụng nhưng mà chúng ta vẫn phải học. Đó, và nét này các bạn chú ý cho mình là kích cỡ của nó sẽ được viết nhỏ nhé. Đó, ngang gập cong chúng ta viết nhỏ. Và cái phần gập cong uốn như thế này thì chúng ta sẽ uốn theo nửa hình vòng tròn, đúng không ạ? Đó. Các bạn chú ý là chúng ta khi mà chúng ta gập ấy thì chú ý là đuôi của nét gập này chúng ta sẽ nhấn nhả nhẹ ra một chút. Nhiều bạn viết cái nét ngang gập cong này thì ở cái phần gập cong chúng ta vẫn chưa được nó mềm mại, chúng ta chưa gập được nó cong theo dạng hình tròn như thế này, mà các bạn vẫn là dạng gập theo kiểu vuông góc. Đấy, vuông góc thì nó vẫn chưa chính xác và nó sẽ không làm cho cái nét của mình nó có được cái tính gọi là hồn nét thanh đậm hay là nó mềm mại được, mà nó rất là cứng. Nó cứng nhá. Bây giờ mình sẽ chép chữ cho các bạn tham khảo. Thì các bạn có thể vào kênh YouTube của mình để xem nhiều các clip hơn nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.